giá nghĩa mẹ con đơn được là bao năm dài tháng rồng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bến vô bờ con cha như núi cao trời nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ con lại mẹ cha ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây ơn sâu nghĩa nặng lòng con chưa hiểu ghi đầu ơn cha nghĩa mẹ khắp sâu trọn đời. Con đền được là bao bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời đạo con chưa hiểu đi đâu khắp sâu trọn đời đạo con chưa hiểu ghi đầu ơn cha nghĩa mẹ khắp sâu trọn đời. Thank you.
ơi, cô bán ơi, cái đồ em từ xa. Nè, em mang đi em. Mơ hờ, à, em mang đi. Cả đêm sống bóng chót thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà hát. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi, chị sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chúng có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á, thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Go ahead. Go! Và theo lời yêu cầu, cô xin gửi cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Nhớ ai đời nỗi trong
À Vũ, Vũ. Dạ em chị đây. Hiểu sao mà nãy khách ăn cũng chật vật lắm em. Chị nghĩ cái mốt chị không có đến quán này chị ăn đâu. Em nghĩ cái ốc Vân Vũ mà nó không trời mưa Vân Vũ mới lạ đó. Không? Vân Vũ luôn. Quán ốc mây và mưa luôn. Tới quán ốc thì ăn chị thấy nguy hiểm quá. Cái này là chị Tư, lỗi của định mệnh luôn vậy. Chị Tư, nhưng mà em buồn cái quán này lắm. Khai trương lần nào mà có mời chị em mình đi ăn không? Không bao giờ mời. Ok. Xin lỗi nha, biết sao mở quán ốc á mà đường đột quá không có thông báo cho mọi người. Tại vì biết mấy huấn luyện viên này ăn đâu có ít. Nè nè, sao nhất là cô Khả Như thì đó. Tôi chưa ăn sập nhà ai hết trơn mà nói tôi vậy hả trời. Đó. Bây giờ nói vào bài hát với giọng con nghe. Bài này nó là một cái bài rất là hay, con hát rất là dễ có cảm xúc, nhưng con bị cái hơi của con, cái làn hơi nó không đủ dài, cho nên ở những cái đuôi con đuối con hát không được, bắt buộc là con hết hơi là con phải cắt câu rồi. Cho nên tự nhiên ở trong nó ngọt, nó mềm mượt, cái tự nhiên cái nó bị cái đuôi nó làm cho mình bị hẩn mấy lần, nó hết hơi rồi cho nên nó ngắt vội vàng, cho nên là cảm thấy nó bị cứng cái đuôi. Chú Vũ để ý hơn cái phần đó để mình lấp liếm cái khuyết điểm của con. Nhật Duy khác hơn mấy cháu khác một điều á, là cháu hát hoàn toàn bản năng. Đúng. Và cái trường lớp của cháu không có phải là ở trong nhạc viện mà nó ngay ở ngoài đường, ngoài phố, cho nên cái sự rèn luyện của cháu nó hoàn toàn bản năng và hoàn toàn khác những người bình thường. Em hiểu được ý của chị Ly, khi mà cháu hát em cũng có suy nghĩ em có nên giúp cho cháu chia câu để cho nó khác hơn, để mà cho những cái đuôi nó đừng có bị cách âm gì không. Rồi xong em lại nghĩ là em muốn để mộc chứ gì, phải không? Em muốn để cho nó giống y như là cháu ở ngoài đường phố vậy đó. Kể cả một cái không gian em tạo ra, kể cả mấy anh, mấy chú, cô mà ngồi để ăn đó, cũng không có phải là chú tâm 100% đến cháu đang hát. Họ vẫn sống ở trong cái cuộc sống riêng của họ, thì lâu lâu họ nghe một vài câu họ để ý tới thôi. Nhưng mà đúng là lần sau em sẽ giúp cho cháu để mà có một cái đuôi nó hoàn thiện và nó chỉnh chu hơn. Nhật Duy, cô rất là hạnh phúc với con khi mà được gọi con là Nhật Duy. Cô sợ cái hình ảnh mà con dắt chiếc xe ra với cái xe cầu kẹo kéo làm cô bị nghẹn. Cô thật sự cô bị nghẹn. Và cô thấy cuộc sống của bé là như thế này. Nó thật đến cái mức mà cái cách mà ảnh cầm cái kẹo kéo, ảnh mời người ta, ảnh đứng, ảnh khép nép, rồi người ta nói một câu, gật đầu một câu, nó rất tự nhiên, không hề diễn. Nên nó khi mà cô xem trên này, cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Đây là lần cuối cùng. Và đặc biệt quý vị đồng ý không? Là hôm nay Nhật Duy nhìn rất là đẹp trai. Đúng rồi. Anh hai. Ủa, bữa nay anh hai bán được nhiều không nè? Cũng tạm mà, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây anh hai có quà nè. Ơ, thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy, quà gì vậy? Nè. Quà. Một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Ờ. Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang. À. Bắt từng con
muốn ăn bún riêu cua của mẹ nấu thôi. Xanh rượt nấm đào mẹ nấu ăn, giờ thèm được nhớ xưa nằm trên chiếc võng sao hè, được nghe tiếng hát ghi dấu của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, đồng mẹ bất quân, nhìn từng giọt mưa rơi lòng con cứ mãi dâng trào, vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió mưa. Mẹ ơi, bao năm xa cách quê, xin được cảm ơn một tiết mục rất xúc động và xin được cảm ơn diễn viên Thanh Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn chị ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với đội mà mạnh mẽ nhất nhưng cũng rơi nước mắt, đó là chính là đội của gia đình Ngô Kiến Huy và Khả Như. Cảm ơn hai con đã mang đến một cái tiết mục bún riêu cua đồng, và cái giọng hát của hai con phải nói là mê đắm.
Thật sự mà khi mà nghe hai đứa hát á, người cứ mênh mang. Cô nghĩ là nhiều người giống cô có cảm giác không chỉ là cái nồi bún riêu, không chỉ là nhớ mẹ mà nó mang nhiều cái cảm xúc về quê hương, về đồng ruộng. Và để mang được nhiều cảm xúc đó thì phải đòi hỏi những cái chất giọng đầy tình cảm và cảm xúc như tụi con. À, như chị không hiểu khúc cuối là sao mẹ nó xin lỗi. Tức là hai người con đang ngồi ăn, sau đó là nhớ về bát bún rui riêu cua của người mẹ, và người mẹ xuất hiện, cảm thấy là hai người con này đang trải qua cuộc sống quá là khổ, thì tự nhận hết lỗi lầm của mình để cho hai người con mình phải sống cuộc sống như vậy. À, phải vậy không dạ? À, anh Vũ đúng rồi em. Đúng dạ, rồi, dạ, dạ. Có những cái hoàn cảnh mình không thể nào mình giải thích được, cho dù mình nhìn vô mình kêu là cái này vô lý quá, nhưng mà tất cả những chuyện trên đời này nó đều có thể xảy ra hết. Nhưng mà cái duy nhất một cái điều mà không thể nào chối cãi được là cha mẹ, cho dù gì đi nữa con mình vẫn là số 1. Có nhiều cái hoàn cảnh nó đẩy đưa làm mình không được gặp con mình, nhưng mà trong sâu thẳm nhất mình vẫn tìm tất cả mọi thứ ở trong cái khả năng mình có được tốt nhất dành cho con, để mà có thể bảo bọc cho hai đứa con. Và dạ, cái đó chính là cái hành động của bà mẹ lên thấy con mình mới cái tuổi này thôi mà phải bươn chải để kiếm sống, phải đối chọi với đời, thì cha mẹ nào mà không đau, đúng dạ không? Nhưng mà em không hiểu là sâu xa bên trong nó còn cái gì không, và ý nghĩa nó như vậy là mình cảm thấy rất là hài lòng về tập tiết mục. Tập sau là mở màn tiếp, là một câu chuyện khác. Tức nữa là nếu mà vô trong tiếp á thì huấn luyện viên sẽ kể tiếp cái câu chuyện đó, cho nên là mình cứ chờ đợi hồi xem tập sau sẽ rõ. Thiệt sự như rất là tinh tế. Dạ. Là tại vì Vũ sẽ xây dựng một câu chuyện cho hai anh em Tí và Tèo. Đây là Tí, đây là Tèo. Và nếu như mà mọi người để ý kỹ á, thì ở trong cái hình ảnh, ở trong cái video clip đó, là cháu đang cầm cái hình ảnh lúc mà hai cháu ăn cơm, đang hát bài Rau Đắng Mọc Sau đúng Hè rồi, với bài đúng bài rồi, cha. Dạ. Em rất là tinh tế. Em cảm thấy là có một cái đường link nên em mới hỏi là tại sao người mẹ ra xin lỗi, làm sao, có cái chuyện gì, và em vẫn nghĩ là sẽ có phần continue tập 3 tiếp theo. Sẽ còn nữa. Ờ dạ. Sẵn đây, trước khi mà mấy anh chị bắt đầu chấm điểm hết thì cho Vũ làm một cái hành động. Cảm ơn cô. Và từ đây trở đi, đây sẽ là cặp song ca Tấn Bảo, Nhật Duy. Xin mời mọi người hãy nhớ cái tên này nha. Cảm ơn cô. Bây giờ thì Nguyễn Khang hỏi một chút với lại Vũ là cái tên Nhật Duy. Nhật thì là biết là mặt trời rồi. Duy này có phải là duy nhất hay là như thế nào không ạ? Duy trì. Duy trì. Duy trì mãi cái ánh sáng. Duy trì mãi cái ánh sáng. Thầy của cháu tên là Dương, cũng là mặt trời. À. Thì cháu là Nhật. Mình có thể hiểu theo cái nghĩa đọc ngược lại, Nhật Duy nó cũng giống như là duy nhất vậy đó, bởi vì cái giọng hát của con nó rất là khác biệt. Mặc dù là hôm nay chưa kịp cúng xôi chè để đổi tên, nhưng mà hy vọng là cái tên này cũng sẽ mở ra một cái tương lai sáng rực cho con nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ông Bụt. Khi mà tụi con ra đây thì chú mới phát hiện ra một điều, nữa là hai đứa diễn dễ thương quá. Hai đứa tài năng không có dừng ở cái việc là mình hát đâu, còn diễn có diễn xuất này nọ cực kỳ dễ thương. Đôi khi là những cái điều đó nó vụng về thôi, nhưng mà đối với tụi con thì như vậy là đã quá thành công, quá là trọn vẹn rồi. Đêm đêm
Bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Tèo Em tên nghe dễ cưng, dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó rất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Yeah. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Yeah. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Yeah. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và dạ, gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới. Thôi để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng hụt hết trơn. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và chú. Chú
chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Là phải
bình an. Bao trở lại gia đàn cho em chẳng bị đói hàng. Bao trở lại gia đàn cho em nhà. Trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi chẳng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Kiều khi mà quá yêu, kiều khi mà quá kiều, quá kiều Nam Nam đắc đáo tự phong. Người dân khác họ chẳng nó thời kia, nay về thì mai thì mất cỡ tôi ở bên kia. Là ai đã chia lòng thương nhau thương, là ai đã chia lòng thương nhau thương. Kiều cái mà quá kiều, kiều cái mà quá kiều, quá kiều nắng đau đắp đau nữ phong. Người dân khác họ chẳng đo thời kia, nay về thì mai và Nhật Duy. Cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca với hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em Hoài Lâm. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ, rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa, miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất? Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau, đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lan là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm
hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam, cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca, ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó, anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi, ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được, xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối. Và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam là trời, nghe sao nó đã dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Dạ. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói lâu đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chỉ chương trình này thôi. Tuyệt đỉnh chỉ trong chương nhiên. Trình này vâng. Thôi. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô. Xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Rất hân hạnh khi các anh chị, các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Hả? Dạ dạ dạ, âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ 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 dạ. Xin lỗi. Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì mà ngày tên... xưa đó, cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi sau đó đặt tên Mây Mưa. Chạy nghĩ sao mà đặt tên tôi, y như tôi, là khu tôi là Vũ, khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể,
Và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phanh phanh có bao mây đầu, hát thiêu vàng ánh điện câu. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu, còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa, nếu hay chăng người ơi trốn xa rồi chàng trai còn đêm xe lăn trong đêm
bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng trời đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù. Có hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dâng lên buồn phàn loạn hờn. Hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu, còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dâng lên buồn phàn loạn hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trời ơi anh ơi, trời ơi, ông bạn chị em thấy sao ạ? Mấy đứa con tôi sao? Dạ thưa quý cô bác, kính thưa quý khán giả, đó là tiết mục của Gánh Hát Dân Vũ. Và dạ, cảm ơn guitar Vũ Duy, Nam Thần Trong Lắp Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn ơi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm suất... duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cái mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng khó. Không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, chị đã nói xuống đây nữa. Được. À vậy hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này là mình lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ừ. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nghe. Rồi đưa cái micro vô nè. Nè có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp gì hết trơn. Em đánh nhau mồng mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì? Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi, con vuốt lại nãy con vuốt làm sao. À. À. Ủa kì à. Đúng rồi Huy, Huy, Huy. Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi. Đúng rồi bé. Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè. Phải không? Cái này là sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC Bé Khang. Nè. Bé Khang làm cái luôn đi. Thôi được rồi, anh đã lủng cái trống ta hết anh ơi. Anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe các bạn nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt. Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi đi ngoài phố đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được tối xử chị như vậy. Phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi đi ngoài phố. Ủa chị hát gì vậy? Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng á, với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con.
Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á, cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó, thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em, Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi. Cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo em là con, thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm. Thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Xin được cảm ơn Tấn Bảo, Nhật Duy. Bao con cùng đi xa.
được chúc mừng Tuấn Bảo và Nhật Duy. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn. Wow. À, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Nguyên Khang xin được mời người huấn luyện viên hiền hậu nhất trong số những vị huấn luyện viên, đó chính là chị Tư Cẩm Ly. Cái bài hát khó như này tụi con hát như vậy là cô thấy rất là ok rồi. Trong đây thủ thuật của chú Vũ cũng ăn gian ghê lắm nha. Cái đoạn cao mà kéo vút lên thay vì ngân á là chơi ngắt ngang rồi là vậy đó. Nên cũng là một cái hình thức, một cái cách khác. Để đón đông mãi sáng ra một con vóc mãi sáng ra. Cô có cảm giác như hôm nay bảo con không được như mọi lần. Tại vì cái giọng của con thì cô đã biết từ đầu đến giờ rồi, con hát rất là hay. Nhưng mà hôm nay Bảo lại chỉnh choạng tí xíu thôi. Chị khó với mấy đứa nhỏ quá. Chị không, chị Ly nói vẫn hay. Nhưng mà ý vì so với cái phong độ của Bảo thì hôm nay Bảo không có bằng như mọi lần. Chắc có lẽ là tại vì do bé từ trước tới giờ hát những cái dòng nhạc nó mềm mại, nó êm ái á. Tuy nhiên cái này thì nó hơi hùng hồn, nó mạnh mẽ hơn. Cho nên khi nó hơi chưa quen nhẹ, nó không phải hùng hồn kiểu người lớn, nó hùng hồn theo kiểu hồn nhiên của trẻ con á. Nghe nó hay lắm, kiện nó lạ lùng lắm. Khi mà mình có được một cái cảm giác mới mẻ trong những bài hát rồi đã có rất là lâu đời rồi, và mình nghe mình có nhiều cảm xúc mới, là da gà mới nó nổi lên chứ không phải da gà cũ nha con. Dạ, cảm ơn con rất nhiều. Chúc mừng hai con đã hoàn thành thật tốt cái phần thi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như. Thật ra thì nãy giờ hay coi. Trên cao nói xuống mới hay nè. Rồi vòng vòng xuống trên cao thì phải có thêm echo. Con ơi anh ơi, anh nói kiểu đó lỡ dưới địa ngục vọng lên nha. Đầu tiên là chú với lại cô Như chúc mừng phần trình diễn của hai con. Một lần nữa là một bài hát có một cái quãng rất là rộng. Cô chú khẳng định bài hát này cũng không làm khó tụi con được, bởi vì tụi con sở hữu là một trong những cặp đôi mà gọi là mạnh. Rất rất là mạnh về giọng hát. Vì thế là về phần hát thì kể cả khi miễn mà bàn. Miễn bàn, đoạn nào cần nhẹ tụi con nhẹ được, và đoạn nào cần sự hùng hồn tụi con hùng hồn giọng được. Giọng con nó cao mà nó thấp, mà nó cao mà nó thấp hay. Mình nói gì sang được không chị? À, Tấn Bảo, cô Tấn sẽ Bảo. Không bàn về giọng hát, tại vì cái giọng của con là khán giả và tất cả mọi người đều thấy rồi. Nhưng mà Nhật Duy hôm nay á, con có được một cái sự tự tin mà cô chưa bao giờ thấy của con trên sân khấu. Con chơi với nhạc. Em biết một cái lý do. Tại sao? Là bởi vì á, Nhật Duy nha, mấy dòng trước là chuyên hát nhạc buồn. Đúng rồi. Cho nên là lúc nào em cũng cuối phải thả hồn trong những bài nhạc buồn. Với lại giống như là đó, cái sự từng trải của em á, nó là nhạc buồn. Nhưng mà riêng cái bài hát này á, nó cần cái sự hùng hồn và nó có cái độ mà coi như là vui. Nó có cái độ là coi như là phải dậy sóng, nó không có buồn, nó không có trải lòng. Chính xác. Nó không cần phải có kinh nghiệm gì trong cuộc sống gì hết trơn á. Miễn mà mình cảm giác chỗ đó nó hay là cứ hát hay hùng hồn thôi là được. Hay quá. Lập lập lập. Bây giờ anh mới biết là cả hai đứng cạnh nhau thành một cặp bài trùng đó. Em nói mà bên kia chà đĩa nhiệt tình luôn. À, đúng rồi. Như ơi, anh thấy là cái sự hòa hợp nhất là khi mà Huy ngồi với lại Lập. Ủa, hai đứa em tách nhóm lâu rồi anh. Cái vấn đề là Huy mà ngồi với Lập thì Khả Như sẽ phải ngồi một mình, bởi vì không ai vô hệ được cả. Dạ, dạ. Nè, chỗ chị đây chị Như. Chị Vân, chị ăn ở sao anh Vũ bỏ chị rồi. Bây giờ tới anh Hưng để em coi được bao lâu. Để em coi được bao lâu. Cô giáo, mình giữ cái nét na của mình lại. Rồi, mời cô giáo Vân ạ. Chỉ vì ngày hôm nay mình trót mặc chiếc áo dài màu đen đẹp như thế này mà bị gọi là cô giáo miết à. Cũng hên là cô giáo chứ không phải là cô giám thị ha. Các em tập trung nghe cô nói nha. Các em biết sao không? Biết sao mà bữa nay cô mặc áo dài có theo hình chim hạc không vợ? Dạ thưa cô, không, con không biết. Đó, các em nhìn lên trên coi có phải là Tấn Bảo với lại Nhật Duy đang mặc áo dài có hình chim hạc không vợ? Không, đó con cò mà. Dạ con cò, cô ơi, cô ơi. Con cò mà. Cô. Dạ thưa cô. Từ xa nó rất cô là ơi, cô là con công. Cô là con công cô ơi. Con công. Con công cô ơi, dạ. Chị ơi, chị mất nhận thức luôn rồi, đây là con phụng chứ con ơi, công vậy. Cô dạy môn gì vậy? Anh, bây giờ nói câu công bằng đi, người đàn ông hay kết cơm kết hộp. Anh nói đi, bây giờ nè, con này là con gì? Bây giờ em muốn là nó trở thành hạt để giống bên kia, coi như hai bên là hạt hết. Dĩ nhiên là con chim. Một trong những loài chim. Rồi, nói chung là tốt đây là một loài da cầm. Trời ơi. Ý là mình phải có sự liên tưởng như vậy. Đây là những cái cánh chim sẽ chỉ có bay cao và bay cao, rồi sẽ có ngày nó hóa rồng. Đúng không anh? Ủa, ủa không hóa rồng quá đậm. Ơi, cô ơi. Mình hiểu vậy đi. Cô ơi, cô. Ủa, cô. Chị ví dụ hai bé là con cá vàng đi, rồi nó hóa rồng thì không nói. Con cá chép quá rồng. Chị ơi, chị. Mình bớt đi dài lại banh cả thế hệ nghe chị nha. Anh Hưng ơi, anh Hưng ơi. Tự nhiên có cúng ông Táo. Em ơi, anh nghĩ vậy nè. Nột khi nó đã hóa rồi, từ con gì nó cũng hóa được đó, hết trơn em hiểu nha. Chưa? Không cần phải là cá, cái cá mà hóa rồng nó xưa rồi.
hoang mang quá. Bây giờ bị rối loạn vậy. Bây giờ chim quá rồng. Để động vật rồi. Nếu mà hai bé này mặc áo hình con cóc nó cũng quá rồng được luôn á em. Đó, thấy chưa? Nói vậy thôi, một chút giỡn cho vui đó mà, các em quan trọng hóa vấn đề quá. Tưởng cô nói thiệt không? Giờ cô quay trở về với chuyên môn nè, các em tập trung nghe. Dạ. Cô hỏi Bảo cái này một chút xíu. Cô có cảm giác rằng là con có thể hát tốt hơn nữa, bay hơn nữa, nhưng mà con có một chút kềm lại để hòa cái giọng của mình hợp với bạn Nhật Duy. Không biết là cái cảm nhận của cô như vậy có đúng không, Tấn Bảo? Dạ vâng ạ. Con kìm lại một chút ạ, để con hát hòa hợp hơn với anh Nhật Duy ạ. Cô nghĩ song ca cần phải như vậy. Không phải lúc nào mình cũng thể hiện cái mình làm tốt nhất. Mình phải uyển chuyển, linh hoạt, để mình vừa thể hiện tốt mà mình vẫn tôn người bạn của mình. Cô trân quý cái tình bạn của hai con. Và với tư cách là một huấn luyện viên, cô thực sự cảm ơn Tấn Bảo và Nhật Duy vì các con đã ở với đội của cô và chú Vũ. Cảm ơn cô. Cảm ơn các con rất là nhiều. Xin chúc mừng các con. Yeah. Sẽ ngồi bên cha nhé, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời phần để nuôi cò. Anh em mình đều không hề chiêu, mà vì thương cha thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Bởi chén cơm không cho đầy để con già đua cho lẹ, còn cha cũng chỉ khăn rằng cha mãi biết đồng xô. Oh.
rau đắng quá. Hai con ơi, ngồi nghe hai con hát mà nổi da gà luôn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Nếu như mà trên cái tiết mục này mà đúng là hai cô chú Vân Vũ mà đóng vai hai vợ chồng đây nữa là tuyệt số dách luôn. Vậy bây giờ không biết là mình thử lại cái đoạn mà hai vợ chồng ngồi mà có hai đứa con vậy được không ta? Mình diễn thử đoạn được không? Được không quý vị? Một đoạn ngắn thôi. Dù trang phục có không hợp chút nhưng mà quý vị đừng có tập trung vô cái phần trang phục, quý vị tập trung vô cái cảnh gia đình sum họp đồng ấm. Bà mẹ giống tiên bắt đọa quá nè. Ủa mà cái cày cầm sao? Đúng rồi anh. Vậy cầm vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Rồi bữa ngược ra sau lưng. Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi đó. Mình ngồi nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm dược thềm rau đắng. Rồi, nấu dở lắm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, một người ta đang mộc mạc dễ thương. Rồi, về bà ơi. Về đi với ông chồng đi. Về nãy giờ cũng về nãy giờ rồi. Hai con đã chọn đúng cái dòng nhạc mà cô Ly là người rất là chuyên môn và rất là am hiểu. Mời cô Ly chia sẻ trước. Ngọt, rất là hay. Nhưng mà đối với Tèo em á, con cẩn thận ở những cái đoạn đầu á của bài hát á, con chưa có tập trung, con mắt con còn láo liên nhiều lắm, hình như là muốn nhìn xuống dưới đây dòm chú Vũ coi chú Vũ có ra hiệu cái gì hay không á, cho nên là cái mắt của con nó không có được tập trung như bảo. Con đi dễ sợ khi mình cũng... diễn á là mình phải tập trung và luôn, đừng có láo liên, tại vì cái bài nhạc nó đang tình cảm mà, con nói về ba mẹ mà phải không, cho nên mình đặt tình cảm vào bài hát, đừng có bị phân tâm, tại vì nó làm gì nó mất cái cảm xúc của người ta khi con hát ngọt mà con cứ không có tập trung, hiểu không? Chứ còn hai đứa hát bài này thì rụng rúng luôn. Tốt quá, chúc mừng Tấn Bảo với Tèo em nhiều nha. Dạ, con cảm ơn cô lắm đi. Hai con làm cho cô chú rất là tự hào. Hai con hôm nay tất cả những gì mà chú dặn dò con đã làm được. Như con Tèo đó, con nhớ là chú đã nói con không, con phải là người kể chuyện, con phải nhập tâm thì con mới thể kể cho mọi người nghe được con đang nói gì. Mà hồi nãy thì đúng như cô Ly nói là con hơi bị chi phối một chút xíu, nhưng mà so với cái lúc tập là con đã làm rất rất tốt rồi. Cảm ơn hai con đã làm cho cô chú rất tự hào. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Một lần nữa chú Khang chúc mừng hai con nha. Cảm ơn chú. Lời đầu tiên con xin kính chào tất cả các thầy cô. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ Bắc Ninh ạ. Sau đây con xin trình bày ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ. Thank you.
chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn chào Tú con. Dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ dậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu. Sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực. Và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn. Nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy. Nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm luôn. Cô quyết định Đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con. Giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào thầy làm cũng thầy được. Thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền. Thầy mời thầy Lộc. Con ơi nãy con ca câu gì đó. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ lấy đến tầm ân tình sao không? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhờ cái gì anh lại thôi để anh hát câu tiếng bè đi. Em tự tin theo tiếng bè nước nở. Thôi tiếng bè đi, tiếng bè đi. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Thầy Quyền không có lại được không đâu con. Thầy Quyền, nó hát cái lòng mình nằm ở cái khúc ruột non. Con nhỏ thầy Lộc hát cái lòng nó rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi, con nhỏ thì là ruột non. Không thì lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi, mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ? Thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường. Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường. Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình. Ngày mai xa cách hai đứa này ơi, một lần vui nhau thật sự. Đây là con. Từ là hết người ơi. Anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chị gì đang xảy ra anh vậy? Xin chúc thầy con được vào lớp ạ. Trời ơi, khiên con vô luôn á, khỏi xin hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cảm xúc tiếp theo cùng với thử tài siêu nhí. Dạ con xin kính chào các thầy cô và các quý khán giả.
con tên là Thanh Thủy, con 14 tuổi và con đến từ Long Thành, Đồng Nai. Còn con tên là Dư Phạm Ngọc Diệp, năm nay con 11 tuổi rưỡi và con đến từ Hà Nội. Dạ, sau đây tụi con xin trình bày bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ. Đời em giấc mơ, lòng lần đây gần gió chiều kéo
quý vị và các bạn, đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát Nam Bộ? Con sinh ra ở đây đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ con người Nam hả? Dạ không, ba mẹ con đều là người Hà Nội hết. Ủa sao ngồi? Ủa khoan, từ từ. Nếu mà mình xét về cái mặt mà địa lý nghe, là cái phát âm này là nó rất là miền Nam, nó rất là đáng yêu, rất là ngọt ngào. Con thử con nói giọng Hà Nội cho mọi người nghe thử đi. Dạ, con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Rồi khi nào con xài cái tiếng miền Nam mà khi nào con xài cái tiếng miền Bắc? Dạ khi nào con ở Hà Nội thì con nói tiếng Hà Nội, còn khi nào con vô Nam thì con phải nói tiếng miền Nam. Ai dạy cho con? Dạ con nghe bài của chị Phương Mỹ Chi xong rồi con học tiếng miền Nam luôn. Trời ơi. Ê con thích chị Phương Mỹ Chi phải không? Dạ. Con gái chú, ngày trước chú đã từng là một huấn luyện viên cho Phương Mỹ Chi, chắc con theo dõi con biết rồi đúng không? Dạ. Đó thì ngoài người mẹ sanh ra Chi thì có những người bên cạnh để mà săn sóc và quan tâm Chi, thì chú là người thứ tư, đến thứ tư nên gọi là người mẹ thứ tư. Dạ. Cả hai con đã hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ở Diệp có mặt hạn chế này thì được Thủy bù vô, còn ở Thủy có mặt hạn chế này thì được Diệp bù vô. Và nếu mà hai con về đội của thầy thì thầy sẽ tập để các con hoàn thiện bản thân và hai con cùng tiến lên cùng đó. Nhau tiến lên một cái tiến lên trên một cái con đường rộng mở phía trước. Cảm ơn thầy. Hai đứa con bước ra với hai tà áo trắng đã hớp hồn chú rồi. Chú rất mê những cái gì mà nó gọi là đơn giản. Cái gì ai cười gì vậy? Dạ nó nghe đơn giản sao cái áo chú nó không có được. Cái gu nó không hợp. Mặc đồ là phải như anh Quốc Đại vậy đó. Cầu tre, chim chóc, cây cối, rồi tất cả giường tường cao cá đẩy vô hết luôn. Bên cạnh đó chú thì nhìn gương mặt cũng như là độ tuổi thì nó cũng trên lệch với chú Quốc Đại. Trên lệch như thế nào ạ? Chú có sự trẻ trung, hồn nhiên gần với tụi con anh hơn. Nói như vậy là anh Quốc Đại quá già cỗi. Đúng rồi. Trời ơi đúng rồi. Chỉ tặng quà thôi nha. Trời ơi lên đây nhìn gần mới thấy như thiên thần. Vậy luôn á hả? Hai đứa em lên mới thấy hả? Anh ngồi đây là anh thấy rồi. Mời cả ba thầy cô cùng lên đây ngắm mấy bé rõ hơn. Tại gia đình mình chụp một tấm hình để một hồi nữa xào xáo không còn đẹp nữa. Dạ 1, 2, 3 nhìn về camera cười cái này. 2, 3. Bây giờ hai con lựa chọn hoặc là về lớp học Nhi Sắc Nhí hoặc là về lớp học Xì Trâm. Tụi con chọn về lớp nào, hai chị em nắm tay vô trong đó ngồi điểm danh. Được chưa? Đó là hai cửa phòng học. Và bây giờ đừng quay mặt lại đi, mình quay mặt. Hai con nắm tay nhau, hai chị em nắm tay nhau. Mời hai con bắt đầu. Đằng sau quý vị và các bạn, một sân chơi mùa hè dành cho các bé với tên gọi Thử Tài Siêu Nhí mùa thứ tư năm 2019 vẫn sẽ còn tiếp tục và mời quý vị hãy cùng đón chào tiết mục dự thi tiếp theo. Trời ơi, ghét quá. Lời nói đầu tiên cho phép con kính tên Ngọc Nhi xin được gửi đến quý thầy cô và ban khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay con 5 tuổi xin được trình bày ca khúc được mang tên Em Đi Qua Cầu Cây. We'll be right back.
Chào chị Năm Súng Văn. Trời đất ơi, ơi. Cười cái coi, cười gì thế nhỉ? Dạ. Thôi, không phải súng găng, người ta thay găng. Con đang thay găng hay là sao? Con bị thiếu canxi. Bây giờ mình thử nghe những thầy cô nhận xét như thế nào về phần trình diễn của mình nha. Thầy Cường ơi, sao thầy Cường không bấm con vậy? Sao con quá thầy dễ Cường. Thương luôn á. Con rất là dễ thương, nhưng mà thầy nhìn thấy con hợp với thầy Quốc Đại hơn, nên thầy để con cho thầy Quốc Đại hướng dẫn cho con. Chắc chắn rằng ở cái vòng sau con sẽ tỏa sáng hơn nữa. Có vẻ muốn về lớp thầy Cường hay sao? Bé nó thích về lớp thầy Cường hay sao? Bây giờ con thích lớp nào? Thầy Năm Cường, thầy Năm Cường. Trời ơi! Bấm liền anh Cường ơi! Trời ơi! Bấm trời ơi! Con nói thiệt không? Vậy đó. Con nói thiệt không hay là nói cho thầy vui? Thiệt. Thì bấm liền. Thiệt thì bấm liền. Thấy chưa? Nhưng mà khoan. Sao mà chọn qua Lai Quốc Đại cả? Mình nghe thử thầy Quốc Đại nói làm sao. Con ơi, khi mà con bước ra là thầy đã chịu lắm rồi. Cái bộ đồ sao mà nó nghiêm túc, nó rất là thanh niên xung phong. Trời ơi, trời từ đầu cho tới chân luôn rồi. Bước ra là coi như là khỏi thi đi, đậu liền. Khỏi hát luôn là thầy phải cho vô liền luôn á. Rồi cột cái khăn, rồi bài đặt cột khăn trên này nè. Sao hôm nay thầy đài về tìm có chiếc mắt? Cầu cây bắc ngang quá suối. Giọng gì mà bé rồi chém vô con tim của người ta. Rồi xong cái người ta chọn cho đã. Rồi cái nói con thích gì thầy Năm Cường. Cô Xuân Thảo, cô thấy con sao nè? Vừa bước ra là con có cái nụ cười rất rất là gây thiện cảm với cô. Tại vì con có một cái nụ cười có cái cằm y chang như em bằng bon ở nhà của cô vậy đó. Và khi mà con hát lên thì giọng con rất là giống như thầy Quốc Đại nói, cha rất là bén à nha. Đây, thầy đã chọn con từ đầu thì cô nghĩ là con nên về với chú Quốc Đại đi ha con ha. Con gái ơi, con đã làm cho thầy cảm thấy rất là rung động với con. Bởi vì con đã dành tình cảm cho thầy, cho dù con có về thầy hay không, nhưng mà thầy sẽ tặng cho con một món quà, một bàn thỏ rất là dễ thương. Cái này là quà của khán giả hâm mộ tặng cho con là thầy Nam Cường nha. Rồi, cảm ơn. Nhìn cưng lắm anh. Thôi bây giờ về nhà con. Cái đường đi ở giữa này nè là cái đường đến trường. Con thích lớp học nào? Con tới con khoanh tay, con chào thầy cô, cái con xin phép con vô lớp con học ha. Chuẩn bị 2, 3. Quẹo ơi, quẹo thẳng luôn. Chạy lên đường quá. Quẹo luôn. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn thầy đại cho con. Cảm ơn thầy cô. Kính chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình Bóng Quê Nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Thank you.
vẫn buồn vẫn còn chờ ai như tóc chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng chẳng cao gõ nhịp dài mau, nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình con ơi. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Thật chúc là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ xuống kim sâu
mẹ quăng chiếc phao cho con để mình biết cuốn theo dòng. Ôi người mẹ cừu lắm mắng biết môi hồng, một đời yêu con thương chồng tấm lòng như nước trong. Mất con mất nhà giữa đau thương lầm than, đã nợ thêm biết bao nổ qua. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung. Mẹ hiền dấu yêu.
ru con, mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời. Ru con lời ru cất lên từ ngàn đời. Biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao hy vọng. Rừng xanh xanh, dòng sông xanh, cho con bao hy vọng. Cảm ơn Nhóm Múa, cảm ơn Nhóm Múa luôn, Nhóm Múa xuất sắc quá Nhóm Múa ơi. Cảm ơn ạ, à, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ cho cổ múa, không bao giờ lấy tiền cát xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Dạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ, đúng rồi, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, nó rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô, nếu con như mà được vào chung kết. Cô con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con. Thầy cô. Mà cô nhỏ xíu à. Cái đó nó bị lướt lướt chữ. Nó dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài cho con đây không biết luôn, nhưng mà phải nói là hôm nay là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều, kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn, là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp. Cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. Con. Cảm ơn cô. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao ạ? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì á, tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con. Bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại giờ sai người ngồi đây rồi. Này về anh Đại bánh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói.
Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con.